liên quan đến quy định cấm du khách lên boong tàu để ngắm cảnh và chụp ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây, thì mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định du khách được phép lên boong tàu để ngắm Vịnh Hạ Long dưới sự tổ chức an toàn và hợp lý và không có chuyện cấm khách lên boong như hiểu nhầm của một số chủ tàu trước đó. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long ra văn bản yêu cầu các tàu du lịch trên vịnh không để khách đứng ngồi trên mui, mạn tàu khi đang hành trình và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các chủ tàu tham quan trên vịnh Hạ Long đã cấm du khách không được ngồi lên boong ngắm cảnh. Nhiều chủ tàu cho buộc dây thừng chắn thành gỗ ở lối lên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, mặc dù không có quy định cấm, tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, thuyền viên cần hướng dẫn điều tiết lượng khách trên boong dạo phù hợp với từng thời điểm. Trường hợp tàu đang vào ra cảng bến hoặc trong điều kiện thời tiết sóng gió, du khách phải vào trong khoang khách ngồi ổn định để đảm bảo an toàn.